Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha em ơi. Bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một tàu vỏ gỗ vừa mới hạ thủy. Đây là tàu vỏ gỗ lớn nhất ở Phú Yên của chúng ta hiện nay, vừa mới hạ thủy cận Tết. Thì mình thấy là tàu vỏ gỗ đang neo đậu bên cạnh một con tàu nhựa composite, thì chúng ta có thể so sánh được sự to lớn giữa hai con tàu. Thì kích thước của con tàu composite thì chúng ta đã biết rõ như thế nào rồi, nhưng mà bây giờ con tàu vỏ gỗ nó đang đứng cạnh một con tàu nhựa composite, thì chúng ta mới mô phỏng được cái sự to lớn của con tàu vỏ gỗ to nhất Phú Yên như thế nào, với Nimro là 95249. Đây là tàu vỏ gỗ dài tầm hơn 23 mét, tầm 23 đến 24 mét, và rộng tầm 7m1 7m2. Đây là một trong những tàu vỏ gỗ lớn nhất ở Phú Yên, nhưng được đánh giá là chiếc tàu lớn hơn so với những chiếc tàu vỏ gỗ hạ thủy trước đó. Một con tàu vỏ gỗ làm lưới rút đêm. Thì khi chúng ta so sánh giữa các con tàu với nhau thì chúng ta cũng phải so sánh về cái công việc, bởi vì có những con tàu vỏ gỗ lớn hơn nhưng mà chúng không sử dụng vào trong, chúng sử dụng vào những cái mục đích đánh bắt khác nhau, cho nên là chúng ta không thể nào mà so sánh cái sự to lớn giữa các con tàu khi nó khác cái mục đích khai thác. Thì đây là một con tàu vỏ gỗ hoạt động bằng cái ngờ lưới rút đêm mà to nhất ở Phú Yên của chúng ta. Nhìn cái lái nó chè bé lửa thì sợ. Xin chào toàn thể anh em đam mê tàu thuyền nha anh em ơi. Thì bữa nay mình sẽ quay cho anh em xem một chiếc tàu vỏ gỗ vừa mới hạ thủy. Đây là một trong những tàu vỏ gỗ mà được đánh giá là to nhất ở Phú Yên của chúng ta hiện nay. Thì trên màn hình mọi người đang xem đây chính là cái chiều rộng của chiếc tàu vỏ gỗ, và phía bên cạnh này là một chiếc tàu nhựa composite, để chúng ta có thể so sánh được giữa hai con tàu nó có một cái kích thước, một cái bờ rộng và một cái bờ dài cân đối tương đối như thế nào. Thì mình được biết là tàu nhựa composite tầm 24 mét hoặc là hơn 24 mét, nhưng mà ở phía sau gót lái của tàu vỏ gỗ có phần nhảy tới so với tàu nhựa, và ở trước dai mũi thì tàu vỏ gỗ lắng tới. Thì điều đó có nghĩa là con tàu vỏ gỗ này nó có một chiều dài tương xứng, có thể là dài hơn hoặc là ngang ngửa so với một con tàu nhựa, bởi vì dai mũi của con tàu gỗ nó lắng tới rất là nhiều. Tuy nhiên ở sau lái của con tàu vỏ gỗ nó cũng có cái sự nhỉnh tới. Thì khi hai con tàu này cặp ngang nhau thì có lẽ là nó cùng cái chiều dài. Thì đây là một con tàu vỏ gỗ dài, theo mình nhận xét so với cái chiều dài mình quan sát được thì nó tầm 24 mét, và nó rộng tầm 7m1 đến 7m2. Đó, một cái chiều rộng ước lượng mình được biết được, bởi vì một số anh em làm biển thì có người thì họ tiết lộ cái thông số chi tiết của con tàu, có người thì họ không thích tiết lộ cái điều đó. Thì so với những cái ngành nghề khai thác khác thì chúng ta không có thể nào đánh giá cùng nhau. Thì mình sẽ đánh giá đối với những con tàu cùng ngành nghề khai thác lưới quay, lưới rút đêm, thì đây là một trong những con tàu
Đây là một con tàu vỏ gỗ lớn nhất ở Phú Yên hiện nay, vừa mới hạ thủy. Đây là chiều dài từ của mình đang đứng trên tầng thượng của cabin. Mình sẽ quay chiều dài của con tàu từ cabin trải dài xe quẹ đi tới bồng mũi. Quay sau đó mình sẽ quay tổng thể con tàu cho mọi người xem. Đây là cái dàn lan can bắt điện của con tàu. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới để đi một vòng trong tổng thể con tàu để quay anh em xem. Đây là ống bô của tàu, thì ống bô này cũng tương đối thôi chứ không có lớn lắm. Mình sẽ mô phỏng thật cho anh em xem. Thì ống bô này nó tầm ống 140-160 gì đó. Mình sẽ đi xuống phía dưới của con tàu để quay mô phỏng toàn bộ các cái chi tiết trên cái con tàu như thế nào. Thì có rất nhiều anh em quay video về tàu cá, nhưng mình có coi qua và thấy nó rất là mắc cười, bởi vì họ đánh giá một con tàu nó trật lất hết. Thứ nhất là họ xem vô cái vẻ bề ngoài của con tàu, thứ hai nữa là họ không có rành về kết cấu để đóng một con tàu nó như thế nào. Chúng ta sẽ đánh giá về một con tàu như thế nào để thấy cái chất lượng của con tàu. Còn có rất nhiều người làm những cái video về biển, về tàu cá, nhưng nói hoàn toàn sai bét, nói trật lất, nói không có trúng về để mà chúng ta dòm vào, chúng ta nhận định cái chất lượng của một con tàu. Mình sẽ đứng từ cái góc cạnh ở bên phía bên một cái dai mũi của con tàu để quay thẳng qua bên phía cái dai đối diện bên kia để thấy được cái chiều rộng của con tàu tầm 7m1, 7m2 nó như thế nào, rất rộng. Mình đã lên những con tàu cá rộng tầm 6m8, 7m rồi, thì mình thấy con tàu cá này ở cái khu vực khoang chứa lưới của tàu nó rộng hơn những con tàu rộng 6m1 và rộng hơn những con tàu rộng tầm 6m7, 6m8 rất là nhiều. Tổng cái chiều rộng của con tàu nó phải hơn 7m. Bây giờ mình sẽ đi lên dai mũi để thấy được cái kết cấu của cái con tàu, để mình mới thấy được cái chất lượng của con tàu. Chứ rất nhiều người quay video nhưng đánh giá một con tàu nó hoàn toàn trật lất hết. Đánh giá một con tàu mà đi lên là khen tàu có bọc nóc đẹp là hoàn toàn trật lất. Những cái này chúng ta muốn thì chúng ta bọc thôi, thời gian chúng ta có thể bọc trước bọc sau, cái này nó không phải là quyết định cái chất lượng của con tàu. Đây, cái phần đầu tiên chúng ta có thể xem đó là những cái bổ chụp của con tàu. Bổ chụp dày tầm 15 phân với cái mặt bổ chụp rất là rộng. Mình đo mặt bổ chụp thử 22 44 44, như cái này 20 nữa là tầm 60, mặt 60 và chiều gáy của nó 15. Mặt cái bổ chụp quanh này 60 và chiều gáy của nó 15. Một cái bổ chụp của đã thấy cái sự chắc chắn của con tàu. Đây, bổ chụp này có vẻ là cây xây. Nhìn cái thớ cây nó rất là chắc chắn. Mình không rành về cây lắm, mình chỉ nghi ngờ thôi, chứ không rành về các cái sớ của cây. Nhưng mà cái bổ chụp này mình nhìn rất là giống cái bổ chụp của cây xây theo mình được biết của một số con tàu. Và để thấy chất lượng của con tàu, và chúng ta sẽ xem thử dáng của tàu dày bao nhiêu phân để chúng ta có thể đánh giá thực chất của con tàu, chứ không phải là một số anh em khác quay đánh giá về tàu cá nhưng mà nói trật lắc hết. Dáng này hình như là 6 phân. Dáng 6 phân, bi 6 phân nha anh em. Bi 6 phân, bi của thân tàu 6 phân thì có nghĩa là bi của mơ lường của nó phải dày 8 phân.
và mình được biết là tàu này được đánh, được đóng bằng gỗ sao đối với phần B, phần mơ lường. Còn chi tiết hơn nữa chỉ có thể anh chủ tàu anh mới biết rõ được. Và để biết được kết cấu của một con tàu nó chắc chắn, nó vững chãi như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta dở cái bồ mũi chúng ta mới thể biết được. Chúng ta mới biết được cái phần khung sườn của con tàu. Đó. Thì chúng ta mới đánh giá một con tàu được. Đánh giá chất lượng một con tàu được. Đây là phần khung sườn của tàu với kết cấu đè. Kết cấu đè và kết cấu các cái hệ thống cùm những cái trụ. Bởi vì lưới rút thì họ làm việc bằng cái dây mũi rất là nhiều. Kết cấu đè chúng ta sẽ dỡ một cái nắp hầm này, đại khái chúng ta dòm thử các cái quãng gian đè và gian. Đè thì gian nó bao nhiêu thì đè nó theo bấy nhiêu thôi. Thì chúng ta có thể quay gian thì chúng ta biết rồi. Gian này lớn, gian này lưng 15, rộng thì bao nhiêu mình không rõ, nhưng mà lưng 15, rộng tầm 20, mặt lưng 15, mặt đứng nó là tầm 20, gian rất là lớn. Và những cái miếng dán lót của dán lót xe quạ, chúng ta thấy chất lượng của một con tàu, chúng ta đánh giá chất lượng của một con tàu. Những cái miếng dán lót xe quạ là hình như là dán 6 phân, 5 phân, 6 phân gì đó, rất là dày. Đây mình sẽ ở tại những cái đoạn này mình sẽ thấy được dán lót của xe quạ nó dày bao nhiêu phân, mình mới đánh giá được một con tàu. Chứ một số anh em khác không phải là cái người đi biển, hoặc là họ cũng có thể làm biển, nhưng mà quay đánh giá một con tàu đánh giá hoàn toàn trật lắc hết. Cho nên là cái gì chúng ta có thể đưa thông tin sai, cái gì chúng ta có thể làm sai được, nhưng mà thông tin mà anh em quay rồi tung lên mạng rồi cho mọi người xem, một những cái thông tin đó là nó sẽ gây cái tác hại ghê gớm lắm. Mình là người truyền tải thông tin, nhưng mà mình đi mang các cái thông tin sai lệch để cho mọi người trên bạn xem là nó hoàn toàn nó gây cái tác hại về sau rất là nhiều. Tàu này là tàu làm nghề lưới rút đêm, cho nên bây giờ mình sẽ quay cái trụ súng cho anh em xem. Trụ này là trụ 22, mặt rộng của trụ tầm gần 40. Mặt rộng của trụ súng tầm 35-37. Mặt rộng của trụ súng tầm 37. Quả sỏ cao rất là đẹp. Một khối. Đây là sỏ ghê. Rất là đẹp. Đó, mình đã quay kết cấu gian, các cái quãng gian và cái bìa dày của gian, bìa rộng của gian để anh em có thể đánh giá được cái kết cấu của một con tàu với cái mặt bộ chụp này dày 15 dày tầm gần 15. Và các cái kết cấu khác của con tàu nữa, chúng ta mới đánh giá được cái chất lượng của cái con tàu. Bởi vì một số anh em làm YouTube rất là lâu, anh em làm hình thức kiếm tiền hay như thế nào đó mình không có rõ, nhưng mà anh em truyền đạt thông tin sai biết hoàn toàn.
đánh giá một con tàu mà đi quay những cái ba lia, không có trúng trọt gì hết. Bây giờ mình sẽ, rồi có những anh em khác nhảy vô bình luận hỏi tàu này đánh giá tàu kia với tàu Nha Trang. Xin thưa với các bạn là tàu Nha Trang, những cái ghe gỗ ở Nha Trang là họ chủ yếu họ làm cái nghề giã cào là chính, cho nên là họ đóng với cái hình thức khác, đóng cái dây mũi rất là cao. Còn ghe của anh em chúng tôi là ghe đóng để làm cái nghề lưới rút, cho nên nó sẽ cân đối cái chiều cao và cái công việc nó được triển khai phía mũi là chính. Chủ yếu công việc làm là nó ở trước mũi, cho nên là cái dây mũi nó sẽ tương đối, nó sẽ cân đối đối với con tàu, chứ không phải là đóng dước chằn ằn lên như mấy ông giã cào. Đó, xin giải thích cho anh em rõ nha. Và một số anh em vô các bạn muốn đánh giá về mặt thẩm mỹ, về mặt chất lượng của một chiếc ghe, thì các bạn phải mang một chiếc ghe cùng ngờ lưới rút hoặc là cùng ngờ giã cào ra các bạn so sánh. Mình không thể lấy một chiếc ghe làm ngờ lưới rút đi so sánh một chiếc ghe làm ngờ bờ gù, và lấy một chiếc ghe làm ngờ câu cá bờ gù đi so sánh với một chiếc ghe làm giã cào, thì nó hoàn toàn sai vét hết nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái phần cái cổ máy. Để mình sẽ quay phần cảo với 2 cái lưu lô chè bá lửa luôn. 2 cái lưu lô này mình cũng quay ở tàu, ở các cái con tàu dự án của nghị định 67-68, nhưng mà mình thấy hình như nó cũng không to cỡ tầm này. Đây, bên này có lưu lô của tàu, mình sẽ qua quay trực tiếp bên này luôn cho anh em xem, để chúng ta có thể đánh giá. Lưu lô của tàu nhỏ hơn, lưu lô của tàu chiều rộng của thân lưu lô nhỏ hơn, và cái đường kính của lưu lô của tàu nhỏ hơn so với bên tàu gỗ này. Tàu gỗ này với cái đường kính của lưu lô thấy sợ luôn. Và cái chiều rộng của lưu lô nó cũng rất là rộng. Đây chắc có lẽ là một cái cảo với cái trọng tải rất là lớn, khoảng vài chục tấn theo mình đánh giá. Đây vẫn là hệ thống cảo và được sử dụng bằng một cái cầu nồi cảo của xe, một cái nồi cầu của các cái xe cơ giới ở trên trên bộ, và được mang xuống xuống dưới tàu cá đồ lại để sử dụng để kéo dây lưới. Cabin, bây giờ mình mới quay những cái phần phụ của con tàu, bởi vì những cái anh em khác là lên trên tàu là chụp vô quay phần cabin liền, hoàn toàn trật lắc. Đánh giá một con tàu không phải là đánh giá theo cái kiểu đó. Tại sao có mình phái nhất là cái bộ vàng bộ chụp của con tàu rất là dày dặn. Ở đây chúng ta ra sau lái, chúng ta sẽ thấy rõ khoảng cách giữa các khoảng cách giữa các quãng gian. Đây là khoảng cách giữa các quãng gian, các cái trụ trong cabin. Như chủ tàu mới đóng về cho nên là mình sẽ vô trong cabin thử. Đây, mình sẽ đi vào trong cabin để quay bên trong của một con tàu vỏ gỗ dài 24m và rộng tầm 7m1 đến 7m2. Nó sẽ như thế nào? Thấy được cái sự to lớn của con tàu nó như thế nào? Ở đây mình thấy có một cái tấp lô của bảng đồng hồ của máy chạy của tàu này là máy Komatsu. Máy này là không phải là máy đập bãi nha, không phải là máy đập thùng nha anh em. Máy này là máy đập bãi, bởi vì mình thấy cái tấp lô của đồng hồ
nó không còn mới nữa. Ở đây có một định vị. Định vị này chắc anh chủ tàu anh bắt để anh chạy về. Chạy từ xưởng đóng tàu về. Này, chúng ta... Tôi đang đứng ở cái khu vực của... Tôi đang đứng tại cái khu vực của con tàu, trong cái khu vực bòn lái của con tàu. Và tôi quay thẳng tới trước mũi. Để anh em xem thử cái chiều dài từ cái khu vực lái tới trước mũi nó như thế nào. Và anh em cũng có thể thấy được cái tầm rộng của con tàu. Và đây là một tàu cá dùng để khai thác lưới rút đêm. Nhưng mà chưa ráp trụ cảo nha anh em. Chưa ráp trụ cảo. Đây, tôi sẽ quay tổng thể bên trong. Bên trong cabin của tàu cá cho anh em xem. Bên trong cabin thì chủ tàu cũng thiết kế rất là đơn giản, không có kiểu thiết kế như cabin của các anh em tàu cá Bình Định. Thì bên trong họ có cái sự trang bị kỹ cho cái cabin hơn. Thì ở anh chủ tàu này thì chắc có lẽ chủ yếu ảnh thiên về cái mặt kết cấu và chất lượng của con tàu. Còn những cái phần mà làm bóng hay là làm đẹp của một cabin thì anh cũng không quan tâm nhiều lắm. Đặc biệt là...